Rồi, xin chào các bà con đã quay lại với kênh Thỏ Miền Nam nha. Hôm nay thì mình có dịp đi giao thỏ giống ở Đồng Tháp nha bà con. Thì đây là cái trại vừa hổm mình quay cái dàn chân cho bà con coi đó. Thì hôm nay là người ta nhập giống về để nuôi. Giờ đây mời bà con mình theo dõi cái video của Mẫn nha. Rồi, đây là cái mớ thỏ giống hen mà bạn Tùng ở đây đặt nè bà con. Thì bao gồm là 40 con cái với lại 7 con đực, 8 đực. Rồi, thì hiện tại là bạn và em mình nó đang khiên vô. Rồi, giờ mình vô trại mình tham quan nha bà con. Rồi, đây là trại của bạn Tùng ha. Đây, ở trên cũng chuẩn bị bếp phun để làm mát mái tôn nè bà con. Đó, trại cào ráo ha, sáng sủa, không mát. Dẹp mấy cái chuồng cũ rồi, nó gọn dữ ha. Mấy chuồng cũ này à, mấy chuồng cũ trước nè, bạn nuôi theo kiểu thủ công nè. Còn đây là cái dãy chuồng công nghiệp bữa hổm, mình mới quay dàn chân thôi, bữa nay là lên dàn chuồng nhìn là đã mắt không bà con. À, quá tuyệt vời luôn. Đây. Đó, dàn chân bên đây bạn cũng làm ống nước cho bà con, nhưng mà đặc biệt là cái này nó có cây chạy hết. Cứ khoảng 5 tấc là có một cây chạy ngang thì nó mới cứng. Với hai nữa sau này là bạn làm dây đi bằng treo nóc nhà nên là phải có cây gánh vậy mới được. Nhưng mà con nào làm thì bắt chước làm theo cái kiểu này, cái này mình thấy cũng tiện. Đó, ở dưới là xài điểm lót sinh học nè, nhưng mà chỉ mới rải chất độn thôi, chưa có xử lý vi sinh. Đó. Chuồng này là ở đây bạn xài chuồng kẽm to nha bà con. Đây, có móc gài rồi các kiểu đầy đủ. Ủa, ông khiêng nữa hả? Hai ông rồi. Ừ, bắt bỏ vô luôn đi cho nó ấy rồi khiêng nữa gì đâu. Bỏ bên đây hả? Bên kia còn trống có bỏ không? Này bỏ luôn. Rồi. Bỏ ở đây trước đi, hồi qua bên kia cho mấy đực bên kia hay sao? Mấy đực bỏ vậy đực của nó luôn. Ừ. Mấy sọt ngoài đực á mà không nhớ là sọt nào, đâu kiểm coi. Không có sọt đực có để riêng. Vậy hả? Rồi. Rồi. Đây là cái mớ nái bạn Tùng đang nuôi nè bà con. Cái mớ này lúc trước cũng lấy của bên mình luôn. Giờ nó to. Chả bá luôn rồi. Trời ơi. Giờ hay rồi. Đá gì ở đầu lúc vận chuyển. Rồi, hiện tại là mình thả thỏ ở chuồng rồi nha bà con. Chuồng này đặc biệt là một dãy như vậy là ba chuồng nha bà con, ba ô. Ba ô ngăn nhốt bà con. Cứ bị ngang vào ba ô nè. Đó. Con chuồng làm mình tiết kiệm diện tích. Đó. Đừng bắt bình thường, ai cao bắt bình thường. Sẽ lùng lùng như tôi là chịu. Đó, à, thỏ vô hết rồi đâu con. Hai con đó có bầu hết đó chị. Nãy mình mới khám thai cho dàn cũ à, cho anh Tùng. Chắc tối nay gì đó nó đẻ. Dạ. Nó này thỏ con. Lớn rồi nó ra ngoài rồi đó. Dạ. Cho nó ăn. Này vẫn còn bú mà. Phải không? Dạ. Ăn nhưng mà vẫn bú bú kèm. Dạ. Ồ, làm cái vụ đường nước này có lý nè. Tiết kiệm ống. Ừ, đúng luôn á. À, đường ống chính xuống rồi. Ồ, có lý à. Đâu cái này nghĩ ra này hay vậy ta. Thì thay vì bốn cái ống thì bốn cái đê cũng vô đó thôi. À, có lý quá. Tiết kiệm được nhiều ống luôn hả chứ.
Rồi. Chứ anh đưa em có hai cuồng mà làm vậy được thêm một tiết kiệm ra được đây tới hai cuồng là mới làm được con dãy này. Phải vậy. Nay qua đi quên đem nữa mà. Rồi ok, xong xuôi im. Đó. Hay ghê. Rồi cái buổi giao giống của mình tới đây là kết thúc cho bà con. Video của mình cũng kết thúc luôn nha. Hẹn gặp lại bà con trong video kế tiếp nha.